Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tân Mão, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Tùng Bách Mộc, ngày Tân Mão tức Can Khắc Chi, nghĩa là Kim Khắc Mộc, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Tùng Bách Mộc, Kỷ Tuổi, Ất Dậu, Kỷ Dậu, ngày thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Mão, lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành Mộc cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, hay còn gọi là sao Hội Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Huyền Vũ, kỵ về an tá, sao Sát Chủ, xấu ngoại việc, sao Lão Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt, ngày 2 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, bất kể là đối với tuổi nào nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 2 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ 6 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên, trong ngày Tý Mão tương hình như hôm nay, bạn lại lấy đó là lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân vướng tay mình. Vì vậy, con giáp này thường xuyên nói năng không suy nghĩ, dễ đắc tội người khác. Hãy chú ý hơn trong giao tiếp, khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương lòng tự trọng của người khác, có như vậy thì môi trường làm việc mới hài hòa và làm việc mới hiệu quả. Đặc biệt, khi trong ngày được thiên tài xuất hiện trong vận trình, bạn tuổi Tý rất may mắn trên con đường tài lộc. Thậm chí, bản mệnh còn có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Song bạn chỉ nên coi đó là niềm động viên, khích lệ chứ không nên có thái độ dựa dẫm há miệng chờ sung. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không nên coi mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chú ý trong khi giao tiếp, tránh sử dụng từ ngữ nặng nề. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, dễ làm mất lòng người khác, khiến môi trường làm việc căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao.
Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 96, số 12, số 57. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ 6 này, vận tài chính của tuổi Sửu khá hanh thông nhờ thực thần chiếu mệnh. Có người may mắn được tăng lương tăng thưởng, kinh doanh có lãi hoặc trúng thưởng một khoản đáng kể nhờ trò đỏ đen. Nhìn chung túi tiền của bạn khá rủng rỉnh trong hôm nay. Trong công việc cố định, tuổi này được khuyên nên thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề quan trọng. Khi bạn có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày điều đó với mọi người xung quanh, bạn sẽ có vị thế khác biệt hơn hẳn so với việc chỉ làm một nhân vật mờ nhạt chìm nghỉm. Tuy nhiên, đỏ bạc thì đen tình, chuyện tình cảm của Sửu không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Lúc mới yêu, bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng lâu dần bạn nhận ra người ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như thuở ban đầu nữa. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tài chính tăng tiến nhờ nhiều nguồn thu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, túi tiền rủng rỉnh hơn hẳn ngày thường. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nên thể hiện chính kiến trong công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, mạnh dạn trình bày quan điểm sẽ tạo ra vị thế. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 70, số 05. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dần có cục diện tam hội che chở nên đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vốn có. Đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để bạn sáng tạo, nhờ vậy Dần càng thêm hăng hái. Cũng trong ngày này, bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tập lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn trước khi phát biểu. Điều đó sẽ giúp bạn hình thành sự chắc chắn, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng. Ngày này người đã có đôi sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến ai ai cũng phải ghen tị đó. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, hiệu suất làm việc vốn có được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện sáng tạo. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đôi lứa có một ngày ngập tràn hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 64, số 23. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Thiên tài xuất hiện trong tử vi ngày thứ 6 này của tuổi Mão, dự báo vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối rực rỡ, tiền bạc thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này, bạn có thể nghĩ tới việc đầu tư để duy trì nguồn tài khí, giúp tiền bạc luôn lưu chuyển.
Trong kinh doanh đôi khi cần phải có sự mạo hiểm mới dễ dàng đạt thành công, nên bạn cũng đừng suy nghĩ quá lâu kẻo cơ hội trôi qua mất. Tất nhiên việc bạn lo lắng cho rủi ro có thể xảy ra là không thừa, song nếu cứ mải lo như vậy, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Thời gian này có vẻ như bạn đang quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà không màng đến tình cảm hay sức khỏe của bản thân. Đôi khi phải chậm lại một chút, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, hoặc tìm một người cùng bạn chia sẻ buồn vui cuộc sống nhé. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận trình tài lộc rực rỡ, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nên tính tới đầu tư để duy trì nguồn tài khí. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, trong kinh doanh đôi khi cần có sự mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng suy nghĩ quá lâu kẻo cơ hội trôi qua mất. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên để tâm tới sức khỏe và tình cảm cá nhân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 65, số 22, số 09. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, tím. Quý nhân phù trợ, Mùi, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hôm nay cho thấy, trong ngày gặp cục diện ngũ hành, Mão Thìn tương hại, nhắc nhở người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ vì hung tinh gây cản trở trong mọi việc. Nếu không cẩn thận sẽ dễ rơi vào bẫy dập của kẻ tiểu nhân, bị lợi dụng lòng tin dẫn đến nhiều tổn thất. Ngày này những hạng mục công việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cũng cần được tiến hành thận trọng, kiểm tra nhiều lần trước khi nộp đi kẻo để xảy ra sai sót. Khi đó, bạn không chỉ phải bỏ tiền túi ra đền bù mà thậm chí còn có thể dính dáng tới pháp luật. Thổ mộc tương xung, phương diện tình cảm cũng khiến Thìn khá đau đầu trong hôm nay. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình dù bạn đã rất cố gắng. Nhưng tình cảm là điều không thể gượng ép, bạn nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu sẽ tự tìm đến. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hung tinh gây cản trở trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, dễ rơi vào bẫy dập của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thận trọng với giấy tờ, sổ sách. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 73, số 11, số 31. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Trong ngày có chính quan hỗ trợ, tuổi Tỵ có thể đạt được những thành tựu nhất định trong công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu nên được cấp trên và đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi. Những người đang theo đuổi con đường công chức cũng dễ đón tin vui. Vận quý nhân khởi vượng, dường như làm việc gì con giáp này cũng có người nâng đỡ, hỗ trợ. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đối tác và khách hàng đều là những người có mối quan hệ hợp tác lâu năm nên quá trình làm ăn hết sức suôn sẻ. Mộc sinh hỏa giúp chị cảm nhận được hương vị hạnh phúc vô cùng ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến bất ngờ, chính bản thân con giáp này cũng phải ngỡ ngàng. Bản mệnh vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi chính bản thân mình trải nghiệm rồi thì mới thấy rằng hóa ra mọi chuyện là có thật. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đạt được thành tựu nhất định trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được khen ngợi nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, làm gì cũng có người nâng đỡ, hỗ trợ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim,
kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình yêu đến vô cùng bất ngờ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 56, số 95, số 19. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp cục diện Mão Ngọ tương phá, cảnh báo hung vận của người tuổi Ngọ khá lớn. Ngày này bạn dễ trở nên hiếu thắng, thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến nói những lời thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Việc này có thể khiến người tuổi này bị khiển trách, công việc cũng không được như mong đợi. Điềm báo tử vi còn cho thấy, con giáp này có thể sẽ vì cẩu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tình hình tài chính không phải dư giả, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quả nặng nề này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng, chán nản. Đủ thứ rắc rối ập tới mà chuyện tình cảm của Ngọ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người ấy đã không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh, lại còn trách móc, chỉ trích vì bạn không đủ quan tâm. Bạn ngày càng mệt mỏi với cách cư xử này của đối phương. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, chớ nên hiếu thắng, nói năng không suy nghĩ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có thể bị khiển trách do thiếu kiềm chế bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, cẩu thả gây sai sót có thể phải trả giá bằng tiền mặt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tình hình tài chính không quá dư giả. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm ngày càng sa sút. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 43, số 61, số 17. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, da cam. Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, nhờ được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão Mùi nâng đỡ, tuổi Mùi trở nên hào hứng hơn với việc tiếp xúc và kết nối mọi người. Các mối quan hệ rộng mở cũng mang tới cho bản mệnh những cơ hội tốt để hợp tác làm ăn, kinh doanh hoặc đơn giản là có người chia sẻ kinh nghiệm trong nghề, con giáp này có thêm những kiến thức hữu ích. Ngày này, bạn cũng gặp rất nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, chớ vì có tiền bạc rủng rỉnh trong tay đã vội nghĩ tới chuyện tiêu pha phung phí. Bạn nên tích lũy một phần trước để làm vốn cho tương lai, sau đó mới phân chia thành từng khoản nhỏ tùy mục đích sử dụng. Ngày Mộc Thổ xung khắc, Mùi đừng để tình trạng độc thân khiến bản thân cảm thấy buồn phiền. Tuy tình yêu chưa đến nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ bạn đang là người bất hạnh nhất trên đời. Vì vậy hãy cứ cố gắng hoàn thiện bản thân rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hào hứng với việc tiếp xúc và kết nối mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có nhiều cơ hội tốt để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên tích lũy khi tiền bạc đang dư giả. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chớ nên buồn phiền với tình trạng độc thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 27, số 16, số 96. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xám, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày thứ 6 này, đối với người tuổi Thân, nếu không chú ý trong công việc hoặc trong cách hành xử của mình, thương quan giáng họa sẽ khiến cho con giáp này dễ bị khiển trách, thậm chí là bị mất chức, mất quyền. Hôm nay quả thật không phải là ngày may mắn với bản mệnh. Vì vậy, bạn nên hạn chế sự hiếu thắng, tùy tiện, thiếu kiềm chế của mình. Nếu tập thể đã có quy định rõ ràng thì bạn nên nghiêm túc thực hiện theo, bởi những hành động hôm nay của bạn có thể là giọt nước tràn ly cho những sai lầm trước đó. Kim khắc mộc, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường, chớ nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương đối phương. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cần chú ý trong cách hành xử, tránh mất lòng người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hiếu thắng, tùy tiện, thiếu kiềm chế trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên cố tình làm việc dù biết là sai. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 64, số 77. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng kim, trắng. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Ý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại cho vận trình, cảnh báo người tuổi Dậu có thể gặp phải những rắc rối trong công việc mà chuyện tình cảm cũng chẳng ra sao cả. Có lẽ bạn cần tĩnh tâm lại để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến công việc và cuộc sống của mình. Trong công việc, dường như con giáp này rất dễ mất tập trung, lơ là. Nguyên do có thể là bởi bạn có nhiều mối quan tâm khác bên ngoài nên tinh thần không chu toàn cho mọi việc như mong muốn. Đây cũng là lý do gây ra sai sót, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và thanh danh của bạn. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và một nửa của mình không được suôn sẻ cho lắm. Bạn có những suy nghĩ của riêng mình, muốn người ấy phải tôn trọng, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn bạn nghe theo, mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có thể gặp phải những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần tĩnh tâm để đưa ra quyết định sáng suốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dễ mất tập trung nên tinh thần không chu toàn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, gây ra sai sót ảnh hưởng tới thanh danh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đôi lứa kém suôn sẻ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 90, số 19, số 50. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, y. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, nhờ cục diện lục hợp nâng đỡ, tuổi Tuất may mắn được quý nhân phù trợ. Những khó khăn trước mắt không khiến bạn chùn bước mà càng thêm quyết tâm tạo ra sự đột phá. Dưới sự chỉ điểm của quý nhân, con đường bạn đi sẽ càng thêm thuận lợi. Chuyện tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa. Bạn và người ấy sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm sau những ngày cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Cũng chính vì lý do đó mà hai bạn luôn quý trọng những phút giây bên nhau thay vì tốn thời gian để cãi vã. Vận trình tài chính giữ ở mức ổn định, bản mệnh luôn có thói quen tiết kiệm một khoản cho bản thân. Nhờ vậy, những lúc cần đến tài chính sẽ không cần phải vay mượn hay lo lắng xoay sở bằng nhiều cách khác nhau. Câu quyết cho các tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, may mắn được quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, càng khó khăn càng thêm quyết tâm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, quý nhân giúp mọi việc càng thêm thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm trong ngày khá hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, vận trình tài chính giữ ở mức ổn định. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 15, số 95, số 66. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới, dưới tác động tích cực từ cục diện tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, hứa hẹn sẽ là một ngày nhiều tin vui với người tuổi Hợi. Bạn có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu bạn khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người thì sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn là khoe khoang với người khác. Bản mệnh còn có được vận tài chính khá tốt. Có thể là những khoản từ công việc bạn làm thêm hay từ những người bạn cũ, khách hàng cũ. Chắc chắn đó sẽ là những bất ngờ về tiền bạc mà tuổi Hợi không ngờ tới. Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Tất cả đều nhờ thường ngày bạn luôn biết cách đối nhân xử thế, lại dành thời gian chăm chút cho các mối quan hệ nên mọi thứ mới được như hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thoải mái thể hiện sự sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, vận tài chính khá tốt nhờ bạn cũ, khách hàng cũ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ đều tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, chớ nên khoe khoang về những gì mình đạt được. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 34, số 85, số 07. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.